Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Tuần trước là một tuần bị hoãn của One Piece, vì vậy chúng ta cũng đã có thời gian nghỉ ngơi trong lúc chờ chương mới ra mắt. Chương 1049 đã có một đoạn hồi tưởng lớn về thời thơ ấu của Kaido. Trong quá khứ, Kaido đã bị quản lý bởi thế lực hải quân để đất nước của anh ta có thể tham gia chính phủ thế giới cho đến khi Kaido trốn thoát và gia nhập băng hải tặc Rock. Ở thời điểm hiện tại, tên đặc vụ CP0 còn lại đã chạy trốn và nước từ cuộn giấy của Raizo cũng lan ra khắp phần còn lại của Onigashima để loại bỏ ngọn lửa đang rực cháy. Những đám mây lửa của Kaido xung quanh Onigashima đã biến mất. Khi Luffy tuyên bố rằng anh ta sẽ tạo ra một thế giới nơi mà bạn bè của anh ấy có thể ăn bao nhiêu tùy thích, Luffy đã thực hiện một đòn tấn công cuối cùng. Momonosuke cũng thành công tạo ra những đám mây lửa riêng của mình để hạ cánh hòn đảo Onigashima an toàn. Điều này khiến cho cả Luffy và Momonosuke sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình đều gục ngã vì kiệt sức. Và chương tiếp theo của One Piece sẽ bắt đầu từ đây. Chap 1050 sẽ đánh dấu một thời điểm lịch sử khi mà xác nhận Kaido chính thức thất bại. Sau một trận chiến dài nhất trong cả bộ truyện, Luffy đã trở thành người tiếp theo được vinh dự xếp vào danh sách những người đánh bại Kaido. Hành trình trở thành vua hải tặc của Luffy không hề dễ dàng. Mũ rơm đã vượt qua mọi chướng ngại vật đặt trước mặt. Kaido hiện giờ đang được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới, chỉ một số ít người có thể hy vọng sống sót trong trận chiến chống lại Kaido. Giờ đây, Luffy đã làm được điều mà nhiều người tin là không thể. Sau nhiều thử thách và kiếp nạn, Luffy cuối cùng đã chứng tỏ mình chính là sự xuất hiện thứ hai của Joy Boy. Với những thông tin được tiết lộ ban đầu từ chương 1050 thì có vẻ trận chiến đã kết thúc bởi vì Luffy đã được tuyên bố là người chiến thắng trong trận chiến chống lại Kaido và đặc biệt, Wano cuối cùng đã có Shogun mới. Bây giờ, hãy cùng mình đến với những thông tin mới nhất được tiết lộ ở trong chương 1050 nhé. Chương 1050 có tiêu đề Glory, Vinh Quang. Ở câu chuyện phần trang bìa, bắt đầu với việc Reiju và Ichiji đến để giúp đỡ anh chị em của họ là Niji và Jonji. Trở về với chuyện, Kaido được nhìn thấy đang rơi xuống núi lửa ở sâu dưới đảo Wano, nơi mà Big Mom cũng đang bất tỉnh ở đó. Có rất nhiều vụ nổ phía dưới Onigashima do các cuộc tấn công của Luffy và Law. Khi bắt đầu chương, Big Mom và Kaido chỉ bị hạ gục bất tỉnh nằm trên mặt đất, nhưng ở phần cuối, chúng ta thấy cả hai đều bị bao phủ bởi dung nham núi lửa, thật khó để nói nếu họ còn sống hay không. Các mỏ ở Wano đang sụp đổ, khiến núi lửa phía dưới Onigashima phun trào. Đó là lý do tại sao Big Mom và Kaido bây giờ được bao phủ trong dung nham. Bây giờ, Onigashima đang gặp vấn đề về núi lửa. Có một đoạn hồi tưởng của Toko và Yasui. Trong quá khứ, họ được cho thấy là đang ăn trái cây Smile. Yasui ăn trái cây Smile hỏng chỉ vì ông ta không muốn Toko cười một mình. Cái chết của Yasui chắc chắn là một khoảnh khắc đau lòng đối với người dân ở Wano. Ít nhất, sự hy sinh của ông cuối cùng cũng không vô ích. Liên minh Samurai dường như đã đánh bại hoàn toàn lực lượng của Kaido. Quay trở về thời điểm hiện tại, Nekomamushi thông báo chiến thắng của Luffy cho toàn bộ đảo quỷ. Momonosuke đã làm những gì có thể để ngăn không cho Onigashima rơi xuống đất. Sau tất cả những gì công việc khó khăn đó, anh ta thảo luận về một điều gì đó rất quan trọng với Junesha ở trong chương 1050. Momo nói về Junesha rằng cậu sẽ mở biên giới, nhưng không phải là ngay bây giờ. Momo đáp xuống Hoa Đô và biến trở lại thành hình dạng người, nhưng không thể nhìn rõ vì khói mờ. Từ làn khói, Hiyori và Cửu Hồng Bao xuất hiện. Denjiro nói, tôi đã mang đến đây Shogun mới của Wano. Không biết Denjiro anh ấy đang ám chỉ Momonosuke hay là Hiyori trong bối cảnh này. Dù bằng cách nào, chương 1050 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một kết thúc. Kết thúc cho cuộc đột kích Onigashima, nhiệm vụ đã thành công xuất sắc. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra với Kaido và đám thuộc hạ của băng bách thú sẽ xử lý như thế nào và tại sao Momo vẫn chưa sẵn sàng để mở ranh giới cho Wano? Sự thật sẽ được phơi bày khi thông tin đầy đủ về chương 1050 chính thức ra mắt. Mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.